Chương Nhan xin kính chào quý vị khán giả của Đài SB10. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2013. Chương Nhan đang có mặt tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại giải bóng chuyền năm 2013 do cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts thực hiện. Chương Nhan xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Kính thưa quý vị, năm nay là lần thứ 13 giải bóng chuyền Tết Trung Thu do cộng đồng người Việt tị nạn của tiểu bang Massachusetts tổ chức. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, tại công viên Thalfield nằm trong thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Trong giải tranh đấu bóng chuyền năm nay, có đông đủ các thanh thiếu niên từ các vùng miền của thành phố Boston và các tiểu bang lân cận đã có mặt tại sân bóng chuyền từ sáng sớm trong ngày để chuẩn bị cho ngày tranh bóng. Ngoài sự tham gia của các đội tuyển thanh niên Việt Nam trong cộng đồng người Việt, chúng tôi nhận thấy có một số sắc tộc khác nhau cũng tham gia như người gốc Campuchia, gốc Ấn Độ, Lào và các thanh thiếu niên gốc Mỹ. Trong giải bóng chuyền năm nay, có 8 đội tuyển ghi danh và ban tổ chức chia ra thành hai phần, bao gồm đội Spiker đến từ tiểu bang New Hampshire, đội Easy Pass, đội TNDO và đội Donation đến từ thành phố Providence, tiểu bang Rhode Island. Đội tuyển A-Team, đội Blasian và đội Boston thuộc thành phố Boston và đội Laurel đến từ thành phố Lowe. Trưởng ban tổ chức anh Ngô Triều Vũ chia sẻ như sau. Kính thưa quý vị, thì cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts hàng năm có tổ chức giải bóng chuyền trong ngày Tết Trung Thu. Thì Trường Nhân rất hân hạnh được trò chuyện với bà trưởng ban tổ chức, đó là anh Ngô Triều Vũ. Thưa anh, trước tiên thì xin anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài SBTN. Triều Vũ xin cảm ơn Trường Giang cũng như là lời chào khán giả đến tất cả quý vị khán giả của Đài SBTN Boston. Thưa anh có thể cho quý vị khán giả biết là năm nay chúng ta tổ chức với mục đích gì và có bao nhiêu đội tham gia? Giải bóng chuyền hàng năm thì tổ chức cộng đồng vẫn tổ chức và năm nay là năm thứ 13. Cộng đồng đã tổ chức cái giải volleyball này cho giới trẻ ở đây để có một cái ngày vui chơi. Và năm nay chúng ta có 8 đội. Và những đội đó đến từ đâu thưa anh? Năm nay thì ở Boston mình chỉ có 2 đội thôi. Còn đa số là đến từ Providence, Lowe, rồi New Hampshire, Rhode Island. Thì giải của đội bóng chuyền là do cộng đồng mình tài trợ hay là có những cái tài trợ từ các cơ quan thương mại nào thưa anh? Thì hàng năm thì vẫn tổ chức, dĩ nhiên là cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề giải, nhưng mà vẫn cố gắng đi xin ở ngoài. Thì năm nay đã có được một vài người của ta cũng ủng hộ giải nhì, rồi một số người thì chú Bình vẫn kêu, nói chung là rất là cần sự ủng hộ ở ngoài. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chỉ có một giải đầu chỉ có 500 và giải thứ hai có 300, thì cái số tiền đó nếu mà được bao nhiêu người ủng hộ, Hội Cờ Vàng Phụ Nữ ở đây cũng ủng hộ 100 đồng đó. Thì những cái đó mình góp lại xong rồi. Bây giờ thì anh chưa có cái tổng kết, nhưng mà anh biết chắc là sẽ có nhiều người ủng hộ cho cái vấn đề này. Hôm nay thì mặt trời trong sáng và rất là đẹp. Theo Trường Nhân biết thì cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây cũng khá đông những người du sinh đến từ Việt Nam. Vậy nhất là thành phố chúng ta rất là nhiều trường đại học, thì họ cũng có tổ chức những cái chương trình tương tự như thế này. Thì mục đích của họ anh có thể cho biết thêm, và cũng như là anh đã tìm hiểu về những cái chương trình của họ và mình làm như thế nào để nỗ lực như thế nào để cho quý vị khán giả cũng biết thêm về những người du sinh này thưa anh. Anh thì biết được đó là ở đây có du sinh người ta đang lợi dụng cái nghị quyết Cờ Vàng, nghị quyết 36 của Nguyễn Tấn Dũng. Thì đó một trong những cái vấn đề mà có lẽ người hải ngoại chúng ta cần quan tâm. Có lẽ là các bạn giới trẻ thì có lẽ là nhiều khi người ta không biết đến, nhưng mà các bậc phụ huynh có lẽ cũng nên nói rõ cái vấn đề này cho con em của mình. Không nên tham gia vào những cái chương trình đó, bởi vì Việt Nam, Chính phủ Cộng sản Việt Nam nó rất là khôn ngoan. Nó có thể là nó dùng những cái chương trình như là thi hoa hậu hay là giải bóng đá hay giải bóng chuyền hay là tất cả những cái thể thao, những cái gì mà thu hút giới trẻ được để kéo giới trẻ ở đây ngồi lại với tụi nó và bắt đầu bắt tay làm việc. Thì đó là một trong những cái điều là nó đã thành công trong nghị quyết 36. Theo cá nhân em thì biết là anh Triều Vũ cũng là một tay chơi bóng chuyền rất là giỏi. Thì sao năm nay anh không thấy anh có một cái đội để chơi riêng thôi anh? Năm nay tại vì anh muốn tổ chức cho các bạn trẻ, thứ nhất, thứ hai nữa là tới giờ phút này thì
Mấy năm trước thì chơi chứ còn bây giờ thì chắc cũng hết chơi nổi này. Gia đình rồi nhiều việc, nhiều khi không có thời gian để mà đi tập luyện á. Với lại chương trình của cộng đồng rồi nhà thờ nó quá bận rộn cho nên là không có đủ thời gian để mà tập luyện, để mà lập thành một đội. Một số anh em cũng gọi là nên có một đội nhưng mà anh không có đủ thời gian để làm cái chuyện đó năm nay. Vòng chung kết của giải bóng chuyền đã được tranh giữa hai đội tuyển Low và đội Boston. Đội tuyển Low do các thanh thiếu niên người gốc Campuchia chơi và đã giành giải nhất trong 2 năm vừa qua. Nhưng trong năm nay đã bị đội tuyển Boston đánh bại với tỷ số là 2-0 và đội Boston đã giành được giải nhất của giải bóng chuyền Tết Trung Thu năm 2013. Trao giải nhất và giải nhì của giải bóng chuyền năm nay là ông Lê Biên, ban giám sát của Hội Thủ Đức, và ông Đặng Chí Bình, tác giả của bộ sách Thép Đen, cùng với ban tổ chức của giải bóng chuyền do cộng đồng người Việt tại Massachusetts. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi được hân hạnh trò chuyện với một số thành viên trong ban tổ chức của cuộc thi đấu quần vợt năm nay. Thì trước hết thì con xin chào quý vị. Thưa quý vị, thì cho con hỏi rằng là trong cái lần đầu tiên tổ chức đây thì thưa chú, cái lý do tại sao ban tổ chức lại có những cái cuộc thi đấu rất là lành mạnh như thế này? Kính chào quý vị khán giả của Đài RTVN. Cá nhân chúng tôi là Nguyễn Văn Vinh, là cố vấn của Trung tâm Nghệ thuật Truyền năng lượng Chữa Bệnh ở Boston. Thật ra chúng tôi trong tất cả anh em ở đây thì anh Nguyễn Long, Lê Phú Đức và Đinh Thế Hùng cùng trong ban tổ chức, thì lần đầu tiên Trung tâm Nghệ thuật Chữa Bệnh chúng tôi tổ chức cái phong trào thể thao tạo sự đoàn kết trong thế giới cộng đồng người Việt ở Massachusetts nói riêng, và chúng tôi giới thiệu đến cái trung tâm của chúng tôi là một trung tâm tổ chức bất vụ lợi, giúp cho mọi người được cái sức khỏe, nếu mà bệnh đau thì chúng tôi dự trữ bệnh miễn phí. Thì trong cái dịp mùa hè này thì chúng tôi cũng muốn tổ chức ra một cái giải Tennis Tournament Modern Open 2013 để mục đích giới thiệu hết cộng đồng người Việt ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Như vậy thì trong cái phần tổ chức năm nay thì có những cái thành phần nào tham dự, đến từ đâu và có những đội nào thưa chú ạ? Trong năm nay thì mình có hai division, một cái là division A là coi như cái người có nhiều kinh nghiệm hơn. Bởi vì trong division A thì mình có 12 team, một nửa là ở dưới Quincy và một nửa là ở Malden. Mình có và hai tiểu bang nữa là tiểu bang Virginia và New Hampshire. Hy vọng là những kỳ tới mình sẽ có nhiều người tham dự hơn nữa từ khắp các tiểu bang, tại vì cái giải phần thưởng của cái trận đấu này thì cũng khá đủ để mà cho mọi người đi xuyên bang. Và trong đó thì về Division B thì mình có 8 team, thì cũng như vậy, cũng trong đó có một team là từ Virginia. Mà nói đến cái phần thưởng thì không biết là năm nay các cái giải thưởng như thế nào ạ? Thì năm nay chúng tôi có hai hạng A đó, giải nhất thì được một cái trophy và 500 tiền mặt, và giải nhì thì được cái medal và 300 tiền mặt. Còn hạng B á, thì chúng tôi có giải nhất thì được 300 tiền mặt và trophy. Giải thứ nhì chúng tôi có medal và 150. Thì cái tất cả những cái chi phí đó anh em chúng tôi chỉ lấy một phần rất là tượng trưng từ các tay vợt, mỗi người chỉ có 25 đồng. Thì như quý vị thấy thì hoàn toàn không đủ cho tất cả các chi phí đó. Do đó chúng tôi đi kêu gọi tất cả các nhà thương mại ở các vùng Modern, Rochester ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời chúng tôi tất cả các anh em đều phải bỏ tiền ra và ủng hộ, vì cái số tiền mà xin quý vị thương mại không đủ. Như vậy thì được biết năm này là như hồi nãy chú Vinh có chia sẻ là năm đầu tiên hội tổ chức cái cuộc thi này, thì thưa chú và các chú trong ban tổ chức thì có những cái khó khăn gì hay không, đặc biệt là vấn đề ẩm thực cũng như là vấn đề áo thun cho các đội chẳng hạn? Và chi phí về áo thun thì chúng tôi lấy của quỹ tài trợ, và chúng tôi đã có tổng cộng 110 áo thun và phát cho các vận động viên. Khó khăn là tại vì tháng 9 là vấn đề thời tiết, thì đúng ra là cái lễ chung kết này đã xảy ra tuần trước, nhưng mà tại vì thời tiết mưa gió
Thành ra chúng tôi giờ lại đến cái tuần này. Thì mình xem cái final. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi có cái cơ hội được bắt gặp hai cầu thủ đang đợi cho chiều nay để vào vòng bán kết. Thì trước hết thì cho hỏi anh Cường là cái trận đấu vừa rồi và anh Thi, thì anh nghĩ gì về đến hai cái đối thủ của mình và đã có những cái bí quyết gì để thắng cái trận vừa rồi? Hai anh đã đánh rất là, nhưng mà hai anh em đây đánh cũng chưa có nóng máy mấy. Nhưng mà vẫn cố gắng để vào vòng kế tiếp phải không? Như vậy thì hai anh có những cái mong đợi gì cho cái vòng bán kết chiều này? More concentration and play harder. Ok. Để chúc anh Cường và anh Tia may mắn nhé. Okay. Được biết là hai anh đến từ New Hampshire xuống đây để mà tham gia cái cuộc thi đấu hôm nay, thì không biết là cái lý do nào mà hai anh cũng như là cái cơ duyên nào hai anh nghe được cái về cái cuộc đấu này thưa anh? Tôi được làm ở hàng công về bên Anh Đức, nằm ở trong ban tổ chức. Rồi đầu tiên anh có cho biết là hồi có tổ chức trận đấu tennis, cho nên anh giới thiệu, cho nên tôi cảm đăng ký. Như vậy thì trong cái cuộc thi đấu hôm nay hai anh đấu ở vòng nào? Vòng 2, quarter final. Như vậy thì cảm nghĩ của anh như thế nào trong cái cuộc thi đấu này, và hẹn là hiểu là năm sau có tiếp tục thi đấu nữa hay không? Cảm ơn ban tổ chức rất là chu đáo, rất là có tinh thần về cộng đồng Việt Nam ở đây. Từ nay rất là vui vẻ, chắc chắn là sang năm sẽ trở lại. Và mong là sẽ là New Hampshire sẽ có nhiều cầu thủ xuống để tham gia hơn. Cái cầu thủ đã thắng trận chung kết của giải B năm nay. Thì không biết rằng là hai anh có cảm nghĩ gì khi đã giành phần thắng năm nay cho cái trận đấu này? Cảm thấy thứ nhất là cũng rất vui, và thứ hai là cũng hãnh diện, chủ yếu là vui vẻ với cộng đồng. Thì không biết rằng là hai anh trước đây đã từng chơi chung với nhau chưa, nhưng mà khi thấy đánh ở ngoài sân thì rất là hợp cơ với nhau. Ít có đánh chung lắm. Ít có đánh chung hả? Như vậy thì có cái... Có bí quyết nào để mà thắng cái trận đánh hôm nay? Chủ yếu là tham gì vui vẻ thôi, không có bí quyết, không có tính toán gì. Không tính toán gì hết hả? Có nghĩa là ra đó là... Chỉ đánh thôi. Ok, có nghĩa là... Không có plan cái gì. Không có plan gì hết. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều và chúc mừng anh. Quý vị vừa xem qua phòng phóng sự cộng đồng, Trường Giang xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới.